Vâng, em Phan Anh Tân trên Sài Gòn Travel Guide. Xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang có mặt ở chùa Phước Hải, hay là còn gọi là chùa Ngọc Hoàng, ở đường Mai Thị Lựu, thành phố Sài Gòn, Hồ Chí Minh. Đây là ngôi chùa mà Tổng thống Barack Obama khi mà đi sang thăm Việt Nam, thì đi công tác ở Việt Nam thì đã có ghé thăm. Hôm nay Tân mời mọi người đi tham quan cái ngôi chùa Phước Hải, chùa Ngọc Hoàng nha. Mọi người theo mình nha. Giới thiệu với anh Hải, mọi người, anh Hải trên Ngọc Hải Vlog, công viên làm cuộc sống Sài Gòn với mình đây. Cái bức họa này bức họa của có hai cái dòng chữ này. Và dòng chữ bên này là vừa vào thì mình sẽ thấy một cái hộp giống gì. Bên này bên trái thì thờ Ngọc Hoàng, thổ địa, ông thần thổ địa.
Hoàng Thọ Đề. Môn quan thần, chắc là thần cửa. Cái cửa đẩy vào mình sẽ thấy, mình thì không biết cái bức họa này là gì hết. Bức phù điêu hai cửa này. Cái cửa này nữa. Mọi người tới đây thì thường khấn vái cầu phúc cho gia đình, cầu cho chuyện làm ăn, cầu sức khỏe, cầu tình duyên, rất là nhiều thứ. Cho anh nghe kinh chùa. Cái cửa nè, cái vòng cửa thì cũng trang trí bằng một cái tượng gỗ. Nói thiệt là hình gì mình cũng không biết. Cánh cửa này. Một cái cây hình như là thần gió. Thần gió. Và mình có thể nhìn ở trên tóc là những cái máy rất là cổ. Rất là cổ. Cũng giờ người ta không có sản xuất nữa đâu. Rất là lâu rồi. Rất là lâu rồi. Phật tổ. Này. Một cái quy định này. Quy định của nhà chùa này. Đi mà đi mày sửa cho ngọ ô. Để cho khoảng 100.000. Cái nền cây. Để mình nhiều người tới đây để thắp nhang mỗi ngày, phải rất là nhiều. Ở đây là trong cái đèn. Rồi bỏ về rồi. Cái này vợ la, nó về rồi nó buông nước á. Ở đây vô trong nhà. Gió mạnh quá khá nhiều du khách họ tới đây họ tham quan. Thank you.
Duy Tư cho cục có ăn, cục cây có cục ngon, có cục ngon ở bên này. À, nè, cho xíu cái, chắc cho xíu à. Dạ. Yeah. À, ông chắc. Thấy rồi nè, số này là bao nhiêu mà sâu mài lắm chị. Ót hả? À, bị ót á. Cái bao nhiêu sạc tiêu, tí giờ này cũng sạc tiêu luôn á. Đây là lý do tại sao ngôi chùa này chúng ta là chùa Ngọc Hoàng. Đây này, mọi người hãy xem cái mày một cái kiến trúc rất là cổ. Bye em này, bye nha. Mẹ. Tại tại đi vậy mà. Bởi vì là xuống ngoài thì có cái gì tránh nó tránh trục rồi tụi mày biết đó. Có gì á, mày mở đi. Bơi với ba con nhỏ lên mà.
Alo. Không có, hôm qua có, không lấy. Hôm nay lại làm gì có. Con đang đang bỏ bỏ bị chú dạ. Thôi. Dạ. Bỏ vào tủ hai cái tủ à đang cảm ơn hai đứa. Làm xong thì đi tôi về với bà. Vì Khánh sinh 89 là tôi kỳ chị 30 tuổi cho hết rồi mình ăn tao anh này mình ăn khoảng là ăn cái tại cái lập mắm gia đình ăn mình đổ vào suốt rồi. Nguyễn gì? Nguyễn Trọng Nghĩa sinh 97 là tuổi Đinh Sửu 22 tuổi cậu sẽ vợ mình ăn tao anh này mình ăn khỏe mạnh là ăn cái tại cái lập mình cơ thể gia đình ăn mình đổ vào suốt làm ăn cái tại cái lập mình được sức khỏe gặp mình may mắn cầu thước mọi người biết không, ngôi chùa Ngọc Hoàng này á, nó có một cái gọi là độc nhất vô nhị ở Đông Nam Á luôn á. Đó là tất cả những cái bức tượng mà nãy giờ mình quay cho các bạn xem đó. Nó rất là lớn các bạn thấy không? Nó rất là to, nó cao phải có bức tượng cao phải 3-4 mét á. Và đặc biệt là cái gì? Đặc biệt là tất cả những cái bức tượng ở đây đều ở bên trong cái chùa đều được làm bằng giấy. Đều được làm bằng giấy. Và thấy nó rất là to. Mọi người sẽ nghĩ lầm là làm từ xi măng, từ thạch cao hay không? Tất cả là làm từ giấy các bạn. Các bạn thử đi tới một lần ở ngôi chùa đặc sắc này nha, các bạn thấy một cái điều đặc sắc đó và thậm chí là dân một số người hướng dẫn viên du lịch họ cũng không biết chuyện này đâu, đó là chuyện rất là đặc sắc của ngôi chùa này, độc nhất vô nhị đây, ngôi chùa hơn 100 năm, chùa Ngọc Hoàng. Ở đây cô Trinh có ở đây coi cái chùa này phụ mọi người với mấy thầy. Cô Trinh thường nhà cô Trinh đây luôn, cô Trinh. Nhà của Trinh gần đây, chung cư gần đây, đi bộ được. Con thấy nhiều khách họ hay tới đây á, thì thường là người già hay trẻ của Trinh hả? Nó có những phần già trẻ, có kiểu như già thì nó tới cầu bình an, còn dạ. Kiểu như trẻ thì nó tới là cầu con, cầu lại, cầu lộc rồi này kia. Dạ, còn mấy cặp mà đi tới đây thì chắc cầu cầu duyên. Đó là vậy, thì chùa này là tới cầu vậy thôi. Già thì cầu tới cầu bình an. Cái chùa này bao nhiêu năm rồi ta? Con thấy nó cổ hơn lắm. Hơn 100 rồi đó. Hơn 100 năm, trước thời Pháp thuộc luôn. Nó trước thời Pháp thuộc này, hơn 100 năm rồi. Từ cái thời có nghe lòng Barack Obama mới á. Tới đây này thì năm mấy hai năm rồi đó. Mới mà. Có tới. Dạ. Đỡ tới mọi người bất ngờ. Lâu rồi mình ở đây biết chứ. Dạ. Nó cho tụi hình sự của nó qua trước tham quan. Người dân ở chỗ mình á, họ đi nhiều không con? Ngày nào con thấy đông quá. Đông quá thì dân khắp nơi. Giờ hả, bắt mà Hà Nội là chùa vô nhiều nhất. Tại chùa này giờ nó cổ mà nó cũng có tiếng lắm. Thành ra hả, phải đi nhiều lắm. Bay đi, bay được cũng nhiều. Tại nó trong cái khu di tích lịch sử mà nó cũng lâu rồi. Dạ. Nói thật ra bay đi nhiều lắm, là tôi thấy người bay đi đâu quá. Dạ, dạ. Hay quá ha, ngôi chùa này đã hơn 100 năm và đặc biệt
Khi mà chúng ta đi tới Sài Gòn, Hồ Chí Minh du lịch thì đây là một cái địa điểm mà nó được đi trong cái cuốn kỷ yếu của những cái nơi cần đi tham quan. Và đặc biệt là ông Tổng thống khi mà còn nhiệm kỳ là Tổng thống Barack Obama cũng có tới đây để tham quan ngôi chùa này. Đây giới thiệu mọi người, đang giới thiệu lại cô Trinh cũng nguyện mình ở chung cư. Trinh thì lâu lâu qua phụ của Trinh hả? Lâu lâu qua phụ chùa đây thôi. Hỏi má có ngon không, trả thêm đứa con. Má nhiều con không? Có nhiều đó hả? Đi chưa? Hai đứa đang ế thì con phải đi. Không biết rồi, rồi biết rồi, biết rồi. Không có giới thiệu ế được. Đi ra mà lém phém là tôi về tôi mấy mà đuối á, chưa chơi được đó. Cái là tối về là tôi thấy khoác rồi là biết rồi. Lém phém là ở đâu chứ mà đi vòng vòng đây lém phém gặp nữa. Ở vậy là à, như vậy là mình đã kết thúc cái buổi ghi hình ở chùa Ngọc Hoàng, chùa Phước Hải ở số 73 Mai Thị Lưu. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo nha. Chào mọi người.